trí tuệ xưa nay mọi người đều sẵn có, chỉ vì tâm các vị bị những ham muốn che lấp nên không tự giác tự ngộ được, cũng không thấy được tự tánh. Lời của đại sư nói cao sâu quá, con không hiểu được. Vì sao? Để ta kể một câu chuyện cho các vị nghe. Xưa kia Lương Võ Đế gặp tổ sư Đạt Ma, vua hỏi: Trẫm xây nhiều chùa chiền, đã chép nhiều kinh Phật, lập nhiều trai đà, cúng dường các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Xin hỏi công đức của trẫm có nhiều không? Hoàn toàn không có chút công đức. Không có chút công đức nào sao? Thánh thượng chấp trước hữu gì, trong lòng tà kiến, không rõ biết pháp tánh. Vì vậy, những việc như xây chùa, bố thí, cúng dường chỉ được gọi là cầu phước, không thể gọi chút phước báo này là công đức được. Vậy như thế nào mới gọi là công đức thật sự? Cái mà gọi là công đức chính là từ tịnh tâm ý, thị tính rộng ràng. Không nghĩ đến công đức, như vậy mới đạt được công đức. Con người bị tham, sân, si, mạng làm lu mờ trí bát nhã. Vì vậy khi họ bỏ tiền ra, thường tính là mình được bao nhiêu công đức và sẽ đền đáp lại được những gì. Còn về việc đắp đường, xây cầu, cứu giúp người khác, đó là tu phước đức, hoàn toàn khác với công đức. Theo Phật lâu năm, như vua Lương Võ Đế vẫn còn bị ý niệm này mê hoặc, huống hồ gì kẻ phàm tục chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần nên chú ý việc điều hòa tâm tánh, rèn luyện hành vi, tu dưỡng tâm.